Kính chào quý vị và các bạn, đây là chương trình Thế giới góc nhìn phát sóng trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Trong chương trình Thế giới góc nhìn tuần này, Singapore tăng cường đào tạo kỹ năng thực tế cho sinh viên, yếu tố quyết định cho việc các em ra trường có việc làm hay không. Dù là trường công hay tư, trường đại học có danh tiếng hay không thì đều có sự cạnh tranh ở yếu tố sinh viên ra trường có việc làm hay không. Trên quan điểm này, các trường đại học tư thục ở Singapore đang có xu hướng tăng cường đào tạo các kỹ năng thực tiễn cho sinh viên để các em có thể sẵn sàng bước vào môi trường công việc ngay sau khi ra trường. Chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện này qua phóng sự sau đây. Đây là vòng chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp Big Fun được tổ chức bởi Học viện EIC. Điều đặc biệt là trong 10 ý tưởng và chung kết thì có 4 ý tưởng đến từ các sinh viên của nhà trường, bao gồm ý tưởng về dịch vụ du lịch xe máy HoHo Bike Tour, dịch vụ chăm sóc thú nuôi bị bỏ rơi Pet Ground, nhà thực phẩm sạch 100% Organic hay dịch vụ chuyển hàng Happy Shipping. Dù có đạt được mục tiêu là kêu gọi vốn khởi nghiệp hay không, song với việc tham gia cuộc thi, các sinh viên nhà trường đã tiếp cận vào những kiến thức thực tiễn của phong trào khởi nghiệp hiện nay. Tôi đang học trong ngành quản trị kinh doanh. Cuộc thi này giúp tôi có những kinh nghiệm để sau khi tốt nghiệp, tôi có thể có doanh nghiệp của riêng mình. Điều mà mọi người đều rất thích tại cuộc thi này là được gặp gỡ những người đã có kinh nghiệm chuyên môn, tư vấn mở startup cho các sinh viên. Đây là cách để các sinh viên tiếp cận thực tế thị trường. Theo bà Ian Yong, Chủ tịch điều hành Học viện EIC, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi sự thay đổi trong cách giảng dạy bởi Google đã tạo nên một kho tri thức khổng lồ và nhiệm vụ của nhà trường là đưa sinh viên tiếp cận và va chạm nhiều hơn với thực tiễn. Các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp hay tổ chức cho các sinh viên đi thực tế tại các tập đoàn lớn như Google, Facebook hay DSL đều nằm trong hướng đi đó. Qua các chia sẻ của các công ty tập đoàn về sự khởi đầu cũng như những thách thức, các sinh viên nhận ra có những kiến thức mà họ không thể học từ sách giáo khoa. Từ đó, các sinh viên của chúng tôi có nhiều cơ hội việc làm hơn, bởi khi phỏng vấn xin việc, các em không chỉ có phản ứng theo sách vở nữa mà rất tự tin, diễn thuyết, trả lời các câu hỏi tình huống. Xu hướng chuyển đổi từ giáo dục hàn lâm sang đào tạo kỹ thuật thực tế đang diễn ra ở Singapore. Các trường tư với cấu trúc của mình chuyển đổi diễn ra nhanh hơn so với các trường truyền thống. Theo một khảo sát mới đây do Ủy ban Giáo dục Tư nhân và Ủy ban Kỹ năng Nghề nghiệp Singapore tiến hành, trung bình có 60% sinh viên tốt nghiệp các trường đại học tư thục tìm được việc làm toàn thời gian trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp. Các trường có tỷ lệ cao là Học viện EIC với 71,4%, trường SIM với 61,6% hay Trung tâm Giáo dục Kurin 58%. Mặc dù chỉ là tiêu chí tham khảo, song rõ ràng tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp đã trở thành một yếu tố cạnh tranh. Và các trường đại học tư thục ở Singapore khi được hỏi đều coi đây là ưu tiên hàng đầu để tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian tới. Hữu Hưng, phóng viên Truyền Việt Nam tại Singapore.